Thưa quý khán giả, cây hạnh ở miền Tây hay ở miền Bắc gọi là tắc, miền Trung gọi là quất, thường được chọn để trồng cây cảnh trang trí trong nhà hoặc là trồng sen ở trong vườn để làm nước uống nêm nếm gia vị. Vậy nên khi thấy nông dân ở tỉnh Kiên Giang sau đây chọn hạnh để trồng chuyên canh trên 5 hectare vườn, ai cũng nói chị liều, nhưng đúng với câu liều thì ăn nhiều, hiệu quả kinh tế mang về vượt ngoài mong đợi. Hơn một năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy Liễu ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang mở rộng mô hình chuyên canh cây hạnh trên 5 hecta vườn. Đất phải được làm tơi xốp tạo điều kiện thuận lợi cho hạnh sinh trưởng tốt. Sau 9 tháng từ khi trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch và trong quá trình canh tác, chị đều sử dụng phân hữu cơ. Nó cũng dễ, cũng mình chăm sóc định kỳ đó, một tháng mình xịt thuốc 2 lần. Phân thì cũng khoảng 20 ngày là mình rải một lần. Chỉ lý sao bọn này chỉ xài toàn là phân thuốc là của dạng hữu cơ chứ không có xài hóa học. Hiện trung bình mỗi ngày chị Liễu hái được khoảng 1 tấn trái, bán cho thương lái ở Long Xuyên, An Giang với giá từ 9 đến 10 ngàn đồng một ký. Trừ hết chi phí, lợi nhuận mỗi năm từ mô hình này khoảng 1 tỷ đồng. Thì chị cái tắc cái cây mà của chị đó là chị trồng qua hữu cơ để chị đăng ký đăng sản phẩm sạch. Thời gian tới chị dự định mở rộng diện tích canh tác lên 10 hecta, sau đó đăng ký công nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Đây là tiền đề để tính chuyện xa hơn là đưa nông sản xuất khẩu hoặc nâng giá trị trái hạnh và giải quyết phần nào bài toán thị trường nhờ các sản phẩm tinh dầu và mứt hạnh.